Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ ngày mai, nắng nóng diện rộng quay trở lại khu vực Trung Bộ khi mà hiệu ứng phơn hoạt động mạnh. Toàn bộ khu vực từ Nghệ An trở vào cho đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 36 độ và có những nơi nhiệt độ còn cao trên 37 độ. Cảnh báo càng về cuối tuần, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ càng gia tăng mức độ. Như tại thành phố Hội An của Quảng Nam, nhiệt độ 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật sẽ lên mức nắng nóng gay gắt là 38 độ. Thời tiết nắng nóng, nhu cầu tắm biển ở các bãi biển, bể bơi hay sông hồ cũng tăng lên. Mà hiện tại các em học sinh đang được nghỉ hè, để tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc, quý vị cần giám sát trẻ, cho trẻ mặc áo phao khi tắm, không đến khu vực nước sâu và đã có biển cấm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ sáng cho đến chiều mai trời nắng. Tại các thành phố Kon Tum, Pleiku hay là Buôn Ma Thuột trong khoảng 30 đến 32 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao hơn từ 32 đến 34 độ. Chiều tối trời sẽ có mưa rông ở một vài nơi, cảnh báo sẽ có những điểm mưa to kèm theo đó là tố lốc và sấm sét, gió giật nguy hiểm. Bắc Bộ ngày mai trời sẽ giảm mưa nhanh, nhiều nơi sẽ còn hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố ở khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30 cho tới 33 độ, trời bắt đầu oi nóng. Trên biển, dự báo ngày mai khu vực Vịnh Bắc Bộ cảnh báo mưa dông kèm lốc xoáy và gió rất mạnh nguy hiểm. Đây cũng là những cảnh báo ở vùng biển huyện đảo Trường Sa, tầm nhìn xa trong mưa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Còn với khu vực huyện đảo Hoàng Sa cũng có mưa rông ở vài nơi, nhưng tầm nhìn xa vẫn luôn trên 10 km và gió ở đây duy trì khoảng cấp 4. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.